Xin chào các bạn đã quay trở lại với mình. Sự kiện rất là khó khăn tại vì mình đã hết sạch tiền và mình ăn một tuần chỉ với 1.4 cent. Không tin nổi. Tất nhiên là mình đã đăng ký cơm với công ty rồi là nó đỡ được phần nào, chứ không mình cũng chẳng ăn được 1 cent một tuần đâu. Trời ạ. À. Bây giờ thì mình quay lại nghề cũ để kiếm chút đồ ăn để cho ngày hôm nay. Hôm nay là chủ nhật và mình được nhờ đi cắt tóc. Đồ nghề anh em phải của mình đâu, mình mượn đó. Để cái anh phòng này nè. Đây là phòng của mình. Kể từ cái hồi mà mình quay cái video về cắt tóc á, thì mình đã hạn chế cắt tóc và mình đã hầu như là không còn đi cắt nữa. Nhưng mà mình chỉ cắt cho một vài người mà mình thường hay cắt thôi, như là cái anh mình chuẩn bị cắt nè. Thì anh đó mình hay cắt lắm, tại vì ông ấy cho tiền. Thế là mình cắt người trong nhà với lại một vài người bạn của mình thôi, còn lại thì mình hạn chế, ai nhờ mình cũng từ chối. Không phải vì mình chẳng mà là do mình lười á. Thiệt, lười lắm. Hôm nay thì quá rảnh nên là anh nhờ anh cắt. Mày cho em lên 6 à? Cắt tóc không xí soạn nữa. Chắc là của 2K20 cái gì? Tác phẩm ăn hại. Thí sinh tiếp theo cũng là nạn nhân tiếp theo. Ủa, hôm nay cũng cắt trên lông à? Anh thấy đầu lông mới hả? Cắt xong rồi. Thật sự thì mình các bạn đã nhờ mình, muốn mình làm một cái video về mà một ngày đi làm của thực tập sinh, nhưng mà thật sự thì mình có thể là khó làm được cái đó, tại vì công ty mình khi mình vô làm là nó không có cho quay phim. Nhưng mà quay được thì chỉ là quay lén thôi. Với lại công ty mình nó có một cái số vấn đề, đó là kiểu như nó không thật, nó sợ bị lộ ra ngoài vậy. Nên là nó hạn chế quay phim, nó không cho quay phim. Thành thứ thì nó mọi người trong công ty mà nó biết mình là quay cái này thì nó cũng có chút
mình nghĩ là mình có chút rắc rối. Nhưng mà mình cứ quay thôi. Còn có một bạn nữa kêu mình giới thiệu về fast food của Nhật. Nhưng mà đa số cái fast food đó nó nằm ở trong cái cửa hàng combini, tức là cửa hàng 24 giờ. Nhưng mà nó cấm quay. Đợt mình có quay nhưng mà nó không cho. Cấm quay. Muốn xách vô để mình quay. Ờ cái món này là đồ ăn nhanh nè. Thì đa số đồ ăn ở Nhật nó kiểu mình vô combini mình mua thì có thể ăn liền tại chỗ luôn. Nó có cả đồ hâm này nọ. Nếu ăn mì á thì nó có cả, nó thường trong quán cửa hàng 24 giờ nó sẽ bán mì, nhưng mà mì ly hay mì cốc á, để mình ăn tại chỗ luôn, ăn nhanh á. Hoặc là đồ ăn thì nó làm sẵn rồi, mình chỉ cần đưa tới tính tiền và nó hỏi là mình có làm nóng không. Nếu mà làm nóng thì nó làm cho mình khoảng bao nhiêu giây đó rồi xong đưa ra, xong rồi mình ăn tại chỗ luôn, nó có bàn cho mình ăn. Nếu mà được thì mình sẽ cố gắng quay lén vài video cho bạn xem. Video mình hôm nay đó rồi. Thật sự thì tập này là mình không có còn tiền nữa để mà đi ra ngoài để quay ở chỗ này chỗ kia. Nhưng mà bên này là tháng 10 rồi, chuẩn bị qua tháng 10, tháng 11 là bắt đầu trời xe lạnh á, thì sẽ có lá đỏ. Thì mình hy vọng là trong tháng này hoặc là tháng sau thì mình sẽ đi vào được địa điểm xa, như đi ngắm lá đỏ hoặc là đi những cái địa điểm nào đó hấp dẫn vào cái mùa này. Hy vọng là mình còn đủ tiền để mình đi. Hẹn các bạn ở video tiếp theo. Chầm nhẹ vào đôi mắt, chầm nhẹ vào bờ vai, chầm nhẹ vào đôi môi, ngày mai xa em rồi. Chạm nhẹ vào trí nhớ, chạm nhẹ vào cơn mơ. Mình đã chạm khẽ vào nhau những ngày ngây thơ.